Với rất nhiều người dân Pháp, lễ hội rượu vang tươi Beaujolais Nouveau là một ngày đáng chờ đón, bởi bắt đầu từ thời điểm này, những nhà bán lẻ, nhà làm rượu vang mới được phép bán những chai rượu vang đầu tiên của niên vụ trong năm. Điều đặc biệt của vang tươi vùng Beaujolais Nouveau là từ khi thu hoạch nho cho đến khi ly vang đầu tiên của lễ hội được rót ra chỉ vẻn vẹn trong khoảng thời gian 10 ngày. Vì thế không khó hiểu khi rất nhiều người mong mỏi được thưởng thức loại rượu vang này. Rất nhiều khách hàng đã tới để thưởng thức những chai rượu vang Beaujolais Nouveau đầu tiên của mùa này. Đây là loại rượu nhẹ, dễ uống. Hôm nay là ngày đón mừng vang mới và tôi muốn dành thời gian thưởng thức chúng cùng bạn bè của mình. Ban đầu, lễ hội rượu vang tươi Beaujolais Nouveau mang ý nghĩa ăn mừng cho một mùa vụ thành công. Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng của loại rượu vang này, sự kiện đã trở thành một lễ hội thường niên và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi. Năm nay, thông tin về việc Mỹ áp thuế 25% với rượu vang Pháp phần nào khiến bầu không khí lễ hội bớt đi hào hứng. Tất nhiên là chúng tôi khá lo lắng bởi Mỹ là một trong những thị trường quan trọng của chúng tôi. Việc áp thuế rõ ràng ảnh hưởng tới thị trường của chúng tôi ở quốc gia này. Dẫu vậy, bỏ qua đôi chút khó khăn, đây vẫn là thời điểm cả nước Pháp cũng như rất nhiều người yêu vang trên khắp thế giới tưng bừng trong niềm vui với tiệc vang lớn nhất trong năm.